Hiện tại mình đang ở cái đường gọi là Odori Beer Garden. Thì ở đây là mùa này họ đang tổ chức một cái lễ hội bia. Ở đây là khu vực của bia Asahi. Mọi người có thấy quả ở đây nó nhiều kinh khủng, xuống nó ăn tại vì hôm qua là chắc là nhẹ. Ở con đường này sẽ suốt tất cả các loại bia ở bên Nhật và thậm chí các cái hãng bia của nước ngoài họ cũng tham gia vào cái lễ hội bia này nhé. Ở đây là của khu vực của bên Asahi, cũng rất là rộng trong công viên. Ở bên kia hồi nãy là ở đằng kia là khu vực của Suntory, và bây giờ bên đây nó sẽ là khu vực của bia Kirin. Sẽ có rất nhiều cái hãng bia Nhật Bản góp mặt vào lễ hội này. Đây là gian hàng của bên Kirin. Giờ này vẫn còn lại ở bên Nhật là hiện tại là 7 giờ rưỡi, thì người ta vẫn cho nên giờ này là đường phố vẫn còn vắng vẻ. Sapporo thì hôm nay là kỷ niệm 50 năm ra đời. Ở miền Nhật người ta cũng không có chấp hành đèn, thấy người ta liên quan của bia Sapporo như thế nào. Đây tối người ta sẽ bày ra đây, bia Garden nên tối người ta sẽ bày ra hai bên này, người ta ăn uống. Sau khu vực của bia Kirin thì chúng ta sẽ tới khu vực của bia Sapporo. À, bên kia là của khu vực bia Sapporo. Ai muốn muốn uống bia nào thì sẽ vô cái bia Garden của hãng bia đó để mà thưởng thức. Đây là bên vẫn còn của Kirin ha, đang qua đường là của bên Sapporo. Đây, Sapporo bia Garden. Đi tiếp của bên Sapporo Beer thì sẽ tới là một cái hãng bia của nước ngoài hay sao? Hoa mùa này ở đây thì rất là đẹp ha, có nhiều hoa nữa. Sapporo là một cái hãng bia ở địa phương này cho nên là dĩ nhiên ở đây là họ rất là mạnh, cái gian hàng của họ rất là rộng.
rất là to. Ở đây là những cái máy đóng bia, đóng bia đây. Những cái tiếng mà mọi nghe là tiếng quạ ha, chứ không có đâu mà nước Nhật nó nhiều, không có con gì nhiều con quạ. Con quạ thì ở bên Nhật thì video mình cũng có thể thấy được.